Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Việt Nam có thể bị Trung Quốc nhấn chìm ở Biển Đông. Trung Quốc ngày càng hung hăng quyết đoán trong việc tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam. Tuy nhiên sẽ rất khó có được một cuộc chiến thực sự ở vùng biển đang nóng bỏng này. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI có trụ sở ở Stockholm, Thụy Điển trong giai đoạn 2014 đến 2018, Việt Nam là một trong những nước mua sắm vũ khí nhiều nhất thế giới, chiếm gần 3% tổng số lượng vũ khí bán ra trên toàn cầu. Sự đầu tư của Việt Nam tập trung tăng cường sức mạnh cho hải quân và không quân. Về hải quân, Việt Nam đang có 6 tàu ngầm Kilo mua của Nga và các tàu hộ vệ tên lửa gipbat, tàu tên lửa tàu pháo không quân cũng được trang bị nhằm phục vụ và mục đích hỗ trợ cho hải quân từ hệ thống phòng không S300, 35 chiếc SU-30MK2 thuộc thế hệ thứ tư và hơn chục chiếc SU-27SK, UBK. Tuy nhiên, được trang bị vũ khí khá nhiều so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhưng so với Trung Quốc, sức mạnh quân sự của Việt Nam không là gì dù có thể gây nhiều khó khăn cho trung quốc nhưng khó lòng đánh thắng trên biển việt nam không dễ thực hiện chiến tranh du kích để khắc phục hạn chế về khí tài như đã từng thực hiện rất hiệu quả trong cuộc chiến tranh trên bộ trước đây nếu phải đánh nhau thật sự việt nam cũng khó lòng giữ được các đảo trước sức mạnh áp đảo của trung cộng một cuộc chiến sẽ gây nên căng thẳng toàn diện khi nền kinh tế việt nam phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc như hiện nay, từ nông sản cho đến nguyên liệu, thiết bị máy móc đầu vào cho nhiều ngành sản xuất. Có thể thấy rõ bởi điều này đã diễn ra trong quá khứ. Cứ mỗi lần Việt Trung có chút bất đồng, nông sản của Việt Nam cứ động ở bên này biên giới. Do đó, trong điều kiện hiện nay, các nhà chính trị tại Hà Nội không dễ gì chọn giải pháp đánh nhau với Trung Quốc dù bị Bắc Kinh o ép đủ điều bởi sự lệ thuộc của Hà Nội vào Bắc Kinh quá lớn. Tuy nhiên, Việt Nam cũng sẽ khó dựa hẳn vào Mỹ để đương đầu với Trung Quốc. Chọn Mỹ có thể giữ được đảo nhưng sẽ là cửa tử đối với sự độc tài, độc quyền cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Bởi nếu dựa vào Mỹ để đánh Trung Quốc thì Hà Nội sẽ phải chấp nhận điều kiện dân chủ hóa đất nước do Mỹ đưa ra. Điều này dẫn đến Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất thế độc quyền cai trị. Đây là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp nhận trong suốt 75 năm qua. Mặt khác, bài học của Việt Nam Cộng Hòa của người cớt tại Trung Đông thỏa thuận với Taliban của Mỹ mới đây làm cho Việt Nam dè dặt hơn khi chọn Mỹ để chống lại Trung Quốc. Bởi vì Mỹ sẽ vì lợi ích của họ chứ không phải của Việt Nam giữa hai bên Bắc Kinh luôn có sức nặng hơn đối với Mỹ so với Hà Nội cho nên Việt Nam có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào nếu không có lợi ích chung với Mỹ nếu có đung độ trên biển Đông sẽ là quy mô hạn chế và sẽ được hai bên dàn xếp cuối cùng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận điều kiện có lợi cho Bắc Kinh có thể họ sẽ làm theo đề nghị của Trung Cộng gác tranh chấp cùng khai thác theo kiểu Philippines dưới thời của Tổng thống Duterte đang bị Bắc Kinh đưa vào bẫy hiện nay. Nếu chấp nhận đề nghị này, Bắc Kinh sẽ đưa ra điều kiện rằng chỉ có các đơn vị mà họ chọn, chẳng hạn như các tập đoàn dầu khí quốc gia của Trung Quốc mới được quyền khai thác trong vùng này. Trung Quốc sẽ cấm cửa những đơn vị đến từ các quốc gia khác tới nghiên cứu, thăm dò và khai thác trong quá khứ, Cộng sản Việt Nam đã cúi đầu chịu thiệt về lãnh thổ, lãnh hải để dựa vào Trung Quốc nhằm bảo đảm sự cai trị toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là Trường Sa năm 1988, Hội nghị Thành Đô 1990, hiệp ước phân chia biên giới trên bộ 20 năm trước. Do đó, không có gì bảo đảm là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không đánh đổi với kẻ cướp thêm một lần nữa để duy trì sự cai trị cũng khó có chuyện Cộng sản Việt Nam sẵn sàng liên kết với bên ngoài để chống lại Trung Quốc. Cho nên có thể giải pháp cuối cùng là Hà Nội tiếp tục chịu nhục để duy trì sự cai trị độc quyền của mình. Còn về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng chưa đủ mạnh để chọn giải pháp đối đầu trực diện với Washington trên biển Đông trong lúc này. Trung Quốc cứ tiếp tục phản đối quấy nhiễu sự hiện diện di chuyển của tàu chiến, máy bay Mỹ đồng minh trên biển Đông. Vùng biển mà dù tiếp tục nóng nhưng cơ bản vẫn giữ được sự tự do hàng hải, hàng không trong thời gian tới. Hòa hoãn với Mỹ nhưng Trung Quốc sẽ tiếp tục việc lấn dần chèn ép các nước có tranh chấp trực tiếp. Sự thờ ơ của các nước trong khu vực Đông Nam Á như của Thái Lan, Campuchia, Lào sẽ giúp cho Trung Quốc từ từ có được sự yêu sách mà họ mong muốn. Hiện nay, có lẽ giải pháp tốt nhất cho Việt Nam là dựa vào luật pháp quốc tế cũng như tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ, Nhật, Pháp để bảo vệ lãnh hải, tài nguyên trên biển. Cho dù kẻ cướp không tuân thủ luật lệ nhưng với sức ép của nhiều nước chúng không thể làm càn trong giai đoạn này. Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng đại dịch virus Vũ Hán để siết chặt các mạng xã hội. Trong lúc đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành khắp nơi trên thế giới và nhân loại đang phải vất vả đối với số lượng người nhiễm và tử vong ngày càng gia tăng, thì tại Việt Nam có hai sự kiện xảy ra liên quan đến siết chặt mạng xã hội làm cho những người dân sử dụng, các công ty cung cấp dịch vụ lẫn các cơ quan nhân quyền quốc tế đều rất quan tâm và lo ngại. Vào ngày 3 tháng 2, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị định Hành chính 15 trên 2020 NDCP với mục tiêu nhằm gia tăng siết chặt thông tin, kiểm duyệt người sử dụng mạng lẫn các tổ chức doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Youtube, Whatsapp. Nghị định này bao gồm 9 chương và 124 điều Ngoài những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và giao dịch điện tử thì riêng chương 5 cho lĩnh vực công nghệ thông tin, mục 4 điều 100 và 101 có những quy định về vi phạm thông tin mạng rất đáng được chú ý và quan ngại bởi những từ ngữ mơ hồ không rõ ràng. Điều 100 liên quan đến các quy định xử phạt các công ty cung cấp mạng xã hội, trong đó quan trọng nhất là khoản 2b không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và điểm 2c không có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hai điều khoản này là cánh tay nối dài của luật an ninh mạng được ban hành vào tháng 6 năm 2018 sau nhiều năm áp lực các công ty như Facebook, Google phải cung cấp chi tiết cá nhân người sử dụng và đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam để nhà nước có thể toàn quyền kiểm soát. Đây là âm mưu khống chế hoàn toàn và bóp nghẹt tiếng nói, ta thán của người dân mà ngày càng được rất nhiều trên những kênh thông tin phổ biến như Facebook hiện nay. Điều 101 liên quan đến các quy định cho người sử dụng mạng xã hội trong đó có khoản 1a, 1d và 1d và 1h với những cụm từ như thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức cá nhân, thông tin gây hoang mang trong nhân dân. Chia sẻ các tác phẩm được phép hoặc cấm lưu hành hoặc cung cấp, chia sẻ các đường dẫn đến thông tin mạng có nội dung bị cấm thì sẽ bị xử phạt. Với hệ thống thông tin một chiều kiểm duyệt tuyệt đối thì tất cả các thông tin hay bình luận khác biệt nhất là những lĩnh vực được xem là tế nhị xưa nay như văn hóa, xã hội và chính trị đều có thể bị diễn giải là xuyên tạc gây hoang mang, vi phạm các quy định của nhà nước. Và vì vậy các quan chức chính quyền ngày hôm nay lại được thêm một vỏ bọc luật pháp nữa bao che với danh nghĩa xuyên tạc xúc phạm cá nhân. Riêng các trang thông tin và cá nhân hay thuộc các tổ chức nhóm xã hội dân sự bị cấm vì dám chỉ trích những phơi bày sự thật về thực trạng tham ô, tham nhũng lại thì nhiều vô số và bây giờ sẽ bị cấm phát tán bởi người đọc. Sự kiện 2, Facebook bị ép phải chịu kiểm duyệt bài vợ. Thông tấn xã Reuters ngày 21 tháng 4 vừa qua đã thông tin mạng Facebook bị Nhà nước Cộng sản Việt Nam ép đồng ý chịu kiểm duyệt bằng cách hạn chế hoặc lấy xuống bài vở đăng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước. Sự kiện này xảy ra sau 7 tuần liên tiếp mạng Facebook, bị các cơ quan viễn thông của Nhà nước để các máy chủ ở dạng offline ngừng kết nối, khiến cho người sử dụng không thể nào truy cập Facebook hay các ứng dụng tin nhắn như WhatsApp, Messenger được. Chính Facebook cũng đã xác nhận và cho rằng đây là thủ thuật của nhà nước Việt Nam để ép Facebook phải chấp thuận bị kiểm duyệt. Đây là sự kiện thứ hai xảy ra trong thời điểm đại dịch đang lên cao điểm. Phải nói rằng với số lượng người sử dụng Facebook lên đến gần 50 triệu và Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất của Facebook tại Á Châu thì việc họ chịu khuất phục dưới sức ép của Cộng sản Việt Nam là chuyện cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, việc Facebook sẵn sàng hy sinh lý tưởng phục vụ và bảo vệ quyền tự do bày tỏ vì quyền lợi kinh tế là một việc làm hết sức nguy hiểm. Trong một thông cáo ngày 23 tháng 4 năm 2020 của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights, ông John Sipten, giám đốc phụ trách vận động tại Á Châu nói rằng Facebook đã đặt ra một tiền lệ rất tệ hại khi khuất phục trước sự đóng tiền, trước sự tống tiền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bây giờ các quốc gia khác cũng đã biết cách ép Facebook đồng lõa trong việc đàn áp tự do ngôn luận. Kinh nghiệm cho thấy là những quốc gia độc tài luôn luôn lợi dụng các biến cố lớn khi thế giới phải bận rộn đương đầu để giải quyết để ra tay đàn áp hầu tránh né dư luận là một thủ thuật không gì xa lạ và việc siết chặt thông tin thường là bước đầu không nói chi xa. Đại dịch virus Vũ Hán này Trung Quốc đã kiểm duyệt mạng internet, cấm không cho các bác sĩ, các cư dân mạng cảnh báo hay báo cáo sự thật về tình trạng lây nhiễm, số lượng người tử vong cũng như cách giải quyết của chính quyền khi cơn dịch trong thời kỳ mới phát hiện tại Vũ Hán. Hậu quả khôn lường là ngày hôm nay cuối tháng 4 năm 2020, dịch bệnh đã lây lan trên 185 quốc gia và với gần 3 triệu người bị nhiễm. Nhiều quốc gia đã không ngờ mức độ nguy hại và lây lan của con virus. Phản ứng thiếu kịp thời khiến cho hàng trăm ngàn người bị tử vong. Tương tự vậy, việc Cộng sản Việt Nam cố tình làm chậm internet, không cho người dân truy cập Facebook trong gần 2 tháng, ngay trong lúc dịch bệnh lan tràn là một hành động rất nguy hiểm. Facebook và các ứng dụng nhắn tin phổ biến như WhatsApp, Messenger là một trong những phương tiện thông tin liên lạc thông dụng và tối cần thiết trong xã hội Việt Nam ngày nay. Đây không những là những phương tiện để truyền đạt tin tức nhanh chóng, giúp truyền tải các tin tức trao đổi về bệnh và cách phòng ngừa, chữa trị mà nó còn là những phương tiện liên lạc giữa người thân trong gia đình, bạn bè giữa trong và ngoài nước. Các chương trình nghiên cứu y khoa đã chứng minh rất rõ việc giữ thông tin liên lạc mật thiết giữa gia đình, thân nhân, bạn bè qua mạng để hỗ trợ tinh thần trong thời gian dài cách ly sẽ giảm thiểu nguy cơ sinh tâm bệnh và tỷ lệ tự tử. Do đó hơn bao giờ hết, đây phải là lúc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải gia tăng tốc độ Internet, khuyến khích người dân liên lạc với nhau qua những phương tiện thông tin đại chúng như Facebook thay vì làm cho nó ngừng kết nối. Hai sự kiện trên cho thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn đặt quyền lợi bảo vệ sự sống còn của đảng lên trên hết. Họ sẵn sàng dùng mọi thủ thuật đòn phép bất kể hậu quả để siết chặt thông tin tự do đa chiều và chính điều này sẽ làm thùi chột đi sự suy nghĩ phóng khoáng, mở mang trí tuệ của người dân và sự phát triển cho đất nước lâu dài. Thế rõ bản chất độc tài, ngu dân của chế độ Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng như vậy, chúng ta không thể im lặng mà cần sự liên kết với nhau để vận động chính giới, các tổ chức NGO quốc tế lên tiếng đòi hỏi các công ty cung cấp dịch vụ mạng không thỏa hiệp với chế độ độc tài Cộng sản, đồng thời có biện pháp trừng phạt về các thủ đoạn bóp nghẹt truyền thông, thông tin và ngôn luận của người dân Việt Nam. Chính những trang YouTube của chúng tôi trong thời gian khoảng nửa tháng vừa qua thì tỷ lệ người xem đã bị tụt xuống ít nhất là 80%. Vì thế, cho nên chúng tôi dám chắc chắn một điều rằng kênh YouTube của chúng tôi đã bị chặn tại Việt Nam. Vì thế, số lượng người ở Việt Nam được tiếp cận với những thông tin của trang YouTube của chúng tôi là ít đi thấy rõ. Tổng quan 45 năm đất nước dưới chế độ cộng sản. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, thời gian tròn 45 năm. Đây là một khoảng thời gian rất dài trong đời người và là thời gian đủ để một quốc gia dưới sự lãnh đạo của một tập thể hoặc cá nhân sáng suốt có thể đưa cả một dân tộc đi lên và xoay chuyển vận mệnh như Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản. Tổng thống Mustafa Kamal Atatürk của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tổng thống Pháp Chính Hì của Nam Hàn. Lịch sử phát triển kinh tế của các quốc gia trên thế giới chứng minh rằng, trừ những trường hợp vô cùng hiếm hoi, trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia lệ thuộc nhiều vào hai yếu tố chủ quan nội tại. A. Một là bàn tay và khối óc của người dân trong quốc gia đó. B. Hai là một tài ba và diễn kiến của giới lãnh đạo. Nhiều hơn là những yếu tố khách quan bên ngoài như những tài nguyên thiên nhiên hoặc điều kiện địa lý thuận lợi. Trong những trường hợp dân tộc Việt Nam chúng ta có hai giai đoạn lịch sử khách quan rõ rệt, đó là trước năm 1975 và sau năm 1975. Đất nước chúng ta đã trường tồn qua nhiều ngàn năm lịch sử, chính vì thế, bàn tay khối óc của người dân Việt, bất kể nam hay bắc đều không sai biệt. Trước năm 1975, các dân tộc Đông Á trừ Nhật Bản, lúc đó tuy phát triển nhưng chưa bằng với quốc gia Tây phương đều chậm tiến như Nam Việt Nam và có phong trào cho những sinh viên du học tại quốc gia Tây Phương như Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Anh Quốc, Đức, Canada, Úc và Tân Tây Lan. Ngoài Bắc, Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam cũng có phong trào cho sinh viên du học ở Liên Xô và các quốc gia Đông Âu tương tự. Vào thời điểm đó, các sinh viên của miền Nam Việt Nam nói về bàn tay và khối óc không những không thua gì các sinh viên đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore. Những sinh viên miền Bắc đến từ Đông Âu có lẽ cũng đạt được những thành quả tương tự. Sau năm 1975 thì tính đến hiện nay có khoảng từ 4 đến 5 triệu người Việt sinh sống tại các nước phương Tây từ Hoa Kỳ đến Âu Châu và Úc Châu. Bất cứ nơi nào các cộng đồng người Việt cũng chứng tỏ bàn tay và khối óc của tộc Việt ngang bằng. Nếu không nói là về nhiều phương diện vượt trội, không những dân bản xứ mà ngay cả các cộng đồng di dân Đông Nam Á khác. Cộng đồng người Việt không những thành công vượt trội về các khía cạnh trí tuệ như tỷ lệ người tốt nghiệp đại học cao và các nghệ nhân và thương nhân cũng thành đạt không kém. Câu hỏi hiển nhiên phải đặt ra là Tại sao bàn tay và khối óc của người dân Việt tỏa sáng tại hải ngoại nhưng lại lu mờ đến mức đến độ thảm thương và đưa đến tình trạng đất nước nghèo khổ kém phát triển và trở thành nỗi nhục của cả dân tộc? Thật vậy, khi chúng ta so sánh với các quốc gia cùng văn hóa và chiều dài lịch sử như Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore thì dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thật tủi nhục. Thứ nhất, trên bình diện chính trị trong khi các quốc gia Đông Á dứt khoát vứt bỏ ý thức hệ mác lê, canh tân và cải tổ hệ thống chính trị, xây dựng nền móng vững chắc cho những định chế chính trị dân chủ, rồi lập tức hóa rồng, thì Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đề xuất Hiến pháp 2013. Đây là một trong những hiến pháp phản động nhất trong lịch sử của đất nước. Một mặt hiến pháp này hiến định ý thức hệ mác lê lỗi thời và cái mà người Cộng sản gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặt khác, hiến pháp còn hiến định hóa sự cai trị vĩnh viễn và vô điều kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trong điều 4. Thứ hai, trên bình diện chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, lịch sử sẽ chứng minh rằng một trong những trọng tội của Đảng Cộng sản Việt Nam qua tất cả các thời của Tổng Bí Thư như Lê Duẩn, Trường Trinh đến Nông Đức Mạnh và nhất là Nguyễn Phú Trọng là Đảng chỉ là một tập thể mãi quốc cầu vinh. Mọi công dân Việt Nam khi mới sinh ra đều học bài học lịch sử rằng lãnh thổ Việt Nam kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cả Mau và bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông. Đảng không sản Việt Nam đã công khai bán ải Nam Quan một phần của thác bản dốc hàng chục ngàn cây số vuông lãnh hải cũng như Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Công hàm bán nước Phạm Văn Đồng năm 1958 dù có giá trị pháp lý hay không và những văn kiện chính trị cũng như giáo dục khác cùng thời của Cộng sản Việt Nam chứng minh không thể chối cãi chủ ý bán nước của tập thể này. Thứ ba, trên bình diện nhân quyền và công bằng xã hội, trong phúc trình năm 2019 của cơ quan Human Rights Watch thì tình trạng nhân quyền đáng khinh tởm của Việt Nam trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Năm 2018, khi nhà cầm quyền giam giữ những người bất đồng chính kiến lâu hơn, cho phép những thành phần côn đồ tấn công các nhà đấu tranh cho nhân quyền và luật hóa các điều khoản ngăn cấm quyền tự do phát biểu. Đảng Cộng sản Việt Nam độc bá quyền hành qua vùng máy chính quyền kiểm soát mọi tổ chức chính trị, xã hội lớn, trừng phạt tất cả những người chỉ trích và thách thức sự cai trị của họ. Những điều khoản của bộ luật hình sự không giống bất cứ quốc gia nghiêm chỉnh nào trên thế giới, hoàn toàn khinh thường sự thông minh của người dân như các điều 79 sau ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 109. Tôi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 88 này là điều 117 tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều 258 lay chuyển thành 331 tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân đã đưa bao nhiêu công dân Việt Nam yêu nước vào vòng lao lý. Thêm vào đó, một cách vắn tắt, luật an ninh mạng 2018 nghiêm cấm khắt khe thêm những phê phán của công dân đối với đảng và nhà nước. Theo phúc trình và bảng xếp hạng của cơ quan Trend Bus Transparency International năm 2018 thì Việt Nam đứng hạng 117 trên 180 quốc gia, có nghĩa là một trong những quốc gia tham nhũng tệ hại nhất thế giới. Các quốc gia khác xếp hạng như sau: Singapore thứ ba, Hồng Kông 14, Nhật Bản 18, Đài Loan 31 và Nam Hàn 45, Trung Quốc là 87. Thứ tư, trên bình diện phát triển kinh tế. Sau 45 năm dưới sự cai trị độc đảng của Cộng sản Việt Nam thì lợi tức đổ đầu người của dân Việt năm 2019 trên danh nghĩa là 2.740 Mỹ Kim đứng thứ 129 trên thế giới theo Wikipedia. Lợi tức đổ đầu một người Nhật là 43.043 Mỹ Kim năm 2020 đứng thứ 22 gấp 16 lần Việt Nam

thu nhập của Việt Nam và Hồng Kông là 49.334 Mỹ Kim năm 2019 và đứng thứ 16 gấp 18 lần so với Việt Nam và Trung Quốc là 10.872 Mỹ Kim năm 2020 đứng thứ 67 gấp 4 lần thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam. Sự yếu kém về phát triển kinh tế cộng với tham nhũng và bất công xã hội là một tội ác của các chế độ độc tài. Thật vậy khi chúng ta nhìn hình ảnh của những bệnh nhân trong các nhà thương tại Việt Nam thiếu giường, thiếu thuốc men nằm la liệt trên thềm của bệnh viện. Khi chúng ta chứng kiến những bà mẹ Việt Nam già nua yếu đuối phải đi ăn xin hay bán vé số sống qua ngày. Khi chúng ta chứng kiến các trẻ em Việt Nam đói chờ xương tại các vùng quê nghèo khổ, đặc biệt là vùng núi. Trong khi đó, chúng ta cũng chứng kiến trên mạng lưới toàn cầu đời sống sung túc của nhân dân từ già đến trẻ, những phương tiện y khoa đầy đủ và công bằng xã hội tại các quốc gia Đông Nam Á. Nhất là khi chúng ta chứng kiến sự xa hoa phung phí đến mức độ phi nhân của những người như Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Tất cả những hình ảnh đó xuất phát từ tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại thua Đảng Cộng sản Trung Quốc? Nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thua xa các chế độ tự do dân chủ trên thế giới đã đành. Câu hỏi là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại thua xa cả Đảng Cộng sản Trung Quốc như thế? Câu trả lời nằm ở nơi hai yếu tố tiêu cực của tập thể này, một là bản tính thiếu sáng tạo từ khởi thủy. Ông Hồ Chí Minh thực sự kiến thức hạn hẹp và hoàn toàn không có sáng tạo, nhất là về phương diện tư tưởng. Ông là một nhân vật lão luyện giang hồ nhưng luôn tự nhận về tư tưởng như là học trò chăm chỉ của bác Mark, Lê, Stalin và Mao Trạch Đông. Các đồ đệ của ông sau khi ông qua đời cũng thế, nhất là khi phải đối diện với những biến cố lịch sử như xung đột giữa Liên Xô và Trung Quốc hoặc sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì họ không có khả năng tư duy độc lập. Yếu tố thứ nhì là bản tính tôi đòi của chính ông Hồ truyền lại cho các hậu duệ. Ông giỏi nhất là trò đu dây giữa Liên bang Xô Viết và Trung Quốc khi Liên bang Soviet sụp đổ thì bản tính tôi đòi này biến thành bán nước và tận chung với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Câu hỏi tiếp theo là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chưa từng xuất hiện trong lịch sử đất nước dân tộc Việt Nam thì đất nước sẽ đi về đâu? Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam chưa hề hiện hữu trên hoàn cảnh đất nước thì đảng phái quốc gia thời đó như Việt Nam Quốc dân Đảng, các hệ phái Đại Việt, Việt Nam Dân Chủ, Xã hội Đảng và các đảng phái quốc gia khác đã hoàn tất công cuộc kháng pháp giành độc lập. Đất nước chúng ta đã không bị chia Nam Bắc, dân tộc của chúng ta một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên và một nền kinh tế không thua kém các quốc gia phát triển khác trên thế giới. Và sau cùng sự cáo chung nhanh chóng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có hậu quả gì? Bàn tay và khối óc của dân tộc Việt Nam đã nhiều thế hệ tiền nhân chui rèn suốt gần 5.000 năm huyền sử và lịch sử không dễ gì mai một sau 75 năm miền Bắc và 45 năm tại miền Nam dầu cho sự cai trị của người Cộng sản có đẫm máu bao nhiêu. Sự cáo chung nhanh chóng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa đến sự hồi sinh mạnh mẽ của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khởi thủy là một ký sinh trùng hút máu của dân tộc, làm suy yếu nguyên khí của toàn dân. Tuy nhiên, dân tộc Việt sẽ hồi sinh nhanh chóng trên các bình diện văn hóa, kinh tế, chính trị và sẽ thăng hoa trên vòm trời Đông Á. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sau phát hành. Xin xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.